Hi, cho tất cả anh em yêu thích game mã tiến quá. Thì trong video này mình sẽ review về tính năng bộ trang bị nha. Thì cái bộ trang bị thì anh em ai cũng biết rồi. Game thì cũng khá là dễ kiếm trang bị, dễ kiếm đá bộ anh em ơi. Đối với những anh em có nạp thì nó sẽ tặng cho anh em khá là nhiều. Nhưng mà đối với cái game này á, bộ trang bị của game này nó không phải như một số game khác anh em. Thì cái game này thì nó cứ tăng cấp lên hoài vậy thôi. Bộ 1, bộ 2, bộ 3 nó cứ lên hoài vậy nè. Có đá thì cứ lên, có đá thì cứ lên thôi. Mình cũng không biết khi nào mới full. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào trong cái phần trang bị, đi vào trong phần bộ ấy nè. Đó anh em nhìn thấy này, bộ thì nó cũng y gan vậy thôi, cũng không có cái gì mới hết. Đó, trang bị của nó y gan vậy. Mình thì kích hoạt bậc 1 rồi. Cái này gọi là chớp, chớp 1. Đây chớp 1. Có một cái vậy nè, khi thay trang bị nó khi anh em đã kích hoạt rồi, anh em thay trang bị nó không có bị, không có gì thay đổi chứ. Rồi để mình trước tiên mình sẽ vào trong cái phần vui để mình kiểm tra cái phần thay trang bị như nè. Cái dây chuyền ở đây là cái dây chuyền 8, mình sẽ lấy cái dây chuyền 8. Rồi mình sẽ mặc cái dây chuyền 8 này nè. Tuy nhiên á, cái dây chuyền 2 sao 8 á, nó sẽ thua cái dây chuyền 3 sao của 5. 3 sao 5 ăn đứt luôn nha anh em. Rồi trước tiên thì mình sẽ vào trong đây, mình sẽ kiểm tra lại trong cái phần trang sức. Cái bộ trang sức á, bây giờ nó cũng hai món mới kích hoạt anh em ơi. Không sao. Rồi, mình ở đây mình có 25 cái đá bộ nè, 25 đá bộ thì đủ rồi nè, để kích cái món đầu tiên được coi. Thì phá phòng và HP công được 4 cao mấy thì cũng ngon nha nè, được coi. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái đá xuống nè, để gỡ trang bị xuống để xem coi nó có còn hay không. Đó, mình trang bị lên là dây chuyền. Rồi để xem nó có còn kích hoạt hay không nha nè. Game này để coi. Một món nghi tàn đang thực hiện, có nghĩa là nó đã kích hoạt rồi nè. Đấy, nó đã kích hoạt rồi, có nghĩa sau khi nó kích hoạt rồi là nó sẽ không thể thay đổi được nữa nè. Đá nó cũng sẽ mất đấy, đá nó cũng sẽ mất đây, mất đá nè, còn có 5 viên thôi. Đó, rồi ở đây thì nó 31 để mình kiếm cái phiên nữa mình mang lên coi nè. Như vậy là anh em, cái tính năng của bộ này đã kích rồi thì không thể nào thay đổi nha. Cho nên á, anh em cái trang bị một sao của anh em á, trang bị một sao, lấy trang bị một sao kích hoạt xong, cái anh em đổi trang bị ba sao của bậc 5 cũng được anh em. Đó, vậy thì nó cũng ổn định hơn. Bây giờ mình không biết mình có, mình còn hay không ta. Bình thường á, có cái dây chuyền 7 một sao đây. Một sao là được rồi anh em ơi. Em hiện lên coi. Đây. Ủa, cái dây chuyền này nãy mình đã kích rồi mà. Thôi chịu thua rồi anh em ơi, không có cái phiên tay rồi anh em. Không có phiên tay rồi. Rồi thì mình sẽ lên lại nè. Đó, bây giờ anh em nhìn thấy nè. Đối với cái bộ cái chớp một của mình thì nó cần nãy 35 đúng không, cái chớp 2 thì nó cần tới 45 viên nè, 45 viên vũ khí. Game thì hôm nay là ngày thứ bảy nè, ngày thứ bảy cho nên là đá chưa kiếm nhiều anh em ơi. Rồi để mình kích hoạt để coi nó tăng bao nhiêu lực chiến nè. Cái tính năng bộ thì lúc nào nó cũng tăng khá là nhiều lực chiến luôn. Rồi cái lên tới đây thì nó gọi là nhị tàng, gọi là nhị tàng anh em ơi chứ không. Đó, tới đây là gọi là nhị tàng rồi. Rồi mình sẽ kích hoạt cái nhị tàng thứ hai. Đây nó có chữ nhị tàng anh em. Chớp một là nhị tàng chứ không phải lên chớp 2 nha anh em. Rồi để mình kích thử cái coi nè. Đu 191 luôn anh em ơi. Cái này á, mình nhìn nó cũng giống như là cái tính năng, ví dụ như cái bộ tu tiên hoặc tu thần vậy đó anh em ha, đơn giản vậy đó.
Nhưng mà cái thằng ông nội này thì nó cứ đi lên mãi luôn anh em, nó đi lên không có điểm dừng nè. Đó, anh em nhìn thấy không? À, nghi tàng tam mục thấy nó cứ đi lên mãi luôn anh em, có nghĩa là anh em có cái đá này, anh em có đá này, anh em cứ tăng lực chiến bụp 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 lên là phơi thôi chứ không nói gì hết. Rồi tiếp tục anh em, khá là ngon luôn. Rồi lên nhị tàng chưa, mới ba món anh em ơi, ba món, món thứ ba thì nó chưa có kích được. Rồi rồi món thứ tư, món thứ tư nó mới kích nha. Để rồi món thứ tư nó kích cái gì, món thứ tư này nó sẽ kích cao hơn món thứ nhất chút xíu mà nó thua vậy hết. Nó không có kích công anh em, à nó không kích công mà kích HP, kích phòng thủ. Nó để 110k nè, chắc thì chỉ số nó sẽ cao hơn, để coi được bao nhiêu nghe nè. Im quá anh em ơi, cứ mỗi lần như vậy là được trăm mấy, 200, trăm mấy, 200 là sướng nha. Cho nên là đây chính là cái động lực để cho chúng ta cài lon anh em, nó cài lon nó cho nó khỏe lên anh em, mà cài lon anh em khỏe lên anh em mới sướng được đúng không. Rồi món thứ năm thì đương nhiên nó sẽ không kích nghe nè. Để coi món thứ năm nó sẽ kích cái gì đây. À nó sẽ kích 5k công, 200 mấy luôn anh em, nó lên đây là 200 mấy luôn nè, 240 mấy luôn, có nghĩa là khá là cao nè. Đấy, à 1% thủ nè, 1% tấn công toàn trận là 147k và 5k công, 5k công. Rồi để thử nè, đây món thứ mấy. À đây đây đây, đây mới đúng anh em, đó đây mới là nhị tàng, 244 mỗi lần nó lên được như vậy là nãy giờ được gần 600k, 600k đúng không anh em. Đó ok, 600k rồi. Rồi nói chung là mình còn cái nào thừa mình định để bán nè, mình định để bán. Nhưng mà anh em biết không, dân cài á mình phải ăn được con boss càng to, ăn boss to là mình đi ăn trước người ta là mình kiếm đá cho nhiều. Ví dụ như người ta đang ăn boss bậc 7 thì anh em phải ăn boss được, ăn được con boss bậc 8 hoặc con boss bậc 9 như vậy đó, anh em mới có thể là cài đồ kiếm được nhiều. Chứ anh em mà người ta ăn bậc 7 anh em cũng ăn bậc 7, ăn không nổi bậc 8 là coi như là anh em thất bại đó, cài không được là thua đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái lên cái tam mục, tam mục từ nhị tàng lên tam mục nó sẽ tăng bao nhiêu anh em. Rồi hai món đầu tiên rồi, để coi đây. À tới đây thì công được 10k, công được 10k lên 209, khóa thủ là 6k, HP toàn trận 1.2. rồi cái nó nè, đó lên 209 luôn anh em ơi, 209. À tam mục có câu tam mục tứ thời, bà lên tới đây nó tới 100 biên đợi anh em. Không như vậy là mình có thể mình bỏ mình bán được rồi anh em ơi, mình bán được rồi. À lên được hai món nữa, hai món nữa có nghĩa là kích hoạt được hai cái nữa anh em, chắc là tầm khoảng 300k là chiến nữa là cũng im rồi đó. Lên tam mục tới tứ thời anh em, tứ thời thì từ từ chắc từng sau lên chứ giờ cũng không đủ đá này mà. Bây giờ đây chính là cái động lực mà anh em bóp như vậy rồi mà nó mới ra được cái động lực để cho mình kéo tiếp tục mình cài con lon, tạo con lon mới đúng không anh em. Nó bây giờ nó cần cái này quá nhiều, bây giờ bắt buộc mình phải cài thêm lon nữa mới có đá chứ không đâu có đá được đúng không. Rồi để lên thêm coi nó tam mục nó sẽ tăng cái gì đây. À phòng 1%, phòng 5k6, à phá phòng 1% chứ, à HP 126k. Ô 350 luôn anh em, còn hai cái món này không đủ nha, cái món này thì thiếu, món thứ hai này, à món thứ hai này thiếu 5 thôi, còn vũ khí thì thiếu nhiều, không sao hết. Anh em muốn bán á thì anh em ăn boss, còn muốn cài để úp lực chiến cho bản thân anh em á, anh em ăn quái thì đó, ăn con quái á, cài lon ăn quái nó dễ hơn cài lon ăn boss. Mấy con boss lười, anh em lười ăn thì ăn quái thì anh em cũng có thể bán được luôn, đá nam bán cũng được, đá nữ bán cũng được, lấy đá ghép bán ok luôn. Rồi như vậy là được 11.300.000 để coi. À 11.300.000 là đang mặc con này rồi đó anh em, đang mặc con này đó. Đó thì nói chung là tới đây á, để mình ăn được con boss chính chưa nè, để mình vô mình thịt mấy con boss chính cái đây. À bậc 8 bé là 35 này mình cũng không để vào mắt đâu, ăn con 40 này để quay để mình vô mình thử con 40. Anh em biết không, cái tính năng bộ á nó sẽ tăng rất là nhiều thuộc tính cho anh em nha. Để mình thử con 40 này có nổi chưa nè. Mình đảm bảo với anh em á, 300 con 35 này, con
cái con 35 này gọi là cái gì ta, cái diễn sinh chi không diễn sinh 4 thì gọi là gì ta, game này nó không phải gọi là đỉnh phong đâu nè, không phải gọi là đỉnh phong. Ở đây thì mình không xem được nha, gọi là cái gì ta, à để mình nhắn cho mình xem thử đây. Ở bậc chính này thì mình quên tên anh em ơi, phá phòng gì đó nè, mình cũng quên tên thôi. Ây da, cũng hơi đau nha nè. Anh em đảm bảo cứ con boss nào mà mình đánh được 10% là mình ăn con đó được. Đánh được 10% là mình đảm bảo ăn được con đó. Mà ăn theo cái kiểu là không tốn vàng luôn á nè. Rồi nói chung là để mình treo cái đá này lên tầm, có ai mua không ta? Để coi giờ mình thua mình kiếm vàng nè. Tạm thời mình sẽ kiếm vàng đi, mình dỡ trang bị xuống. Mình sẽ kiếm kim cương nè, kiếm kim cương để mình úp nữa. Mục tiêu của mình không phải là đá bộ, mà mục tiêu của mình là nuôi mèo. Cho nên nuôi mèo là một cái việc rất khó khăn nha nè. Đó, ở đây 60 mấy viên để mình bán 2 kim nguyên bảo và 62. 62 là 120 đúng không? Đấy, 63. Cái nào mình thừa mình bán cái này. Đây 60. Đây treo bản liền server. Lúc nãy mình treo server nào ta? Treo lộn gì rồi? 48 là 96. Đó. Mình bán 2 được rồi anh em ơi. 150. Đó. Ai mua thì mua thì mình sẽ được mua thì mình sẽ được thôi nè, nói chung là mình sẽ được cái mình ấy thôi. Đó, 150 là 116 đúng không? À 14. Anh em có cái mẹo gì, ví dụ như nó 280 anh em 28 anh em bán 27 thì thành ra chỗ này nó hiện lên là một kim cương đấy. Cái một kim cương. Ai mua thì mua nha, không mua thì thôi đúng không? Nói chung là ăn như vậy là rất là khỏe rồi nghe nè, ăn như vậy là đảm bảo sống sót rồi đó. Rồi ở đây á, ở trong cái tầng thứ hai, tầng thứ ba này anh em sẽ ăn, mình sẽ ăn được cái con 30 và con 35 đấy, con 30 và con 35. Rồi mình trở về tầng thứ hai, mình sẽ tầng thứ hai có con 25 30 hay gì đó nè. Để coi tầng thứ hai. Đó, tầng thứ hai có hai con chót. Không phải. Nói chung là ở trong cái phòng bên kia nè, phòng bên kia thì nó sẽ có con chính. À đây, vô song đúng rồi. Vô song 25 và vô song 30. Đấy, vô song 30 ha. Bên kia có còn hai con đây. Đó, nói chung là trong phòng này nè. Đó anh em thấy không? Nói chung là vô trong đây anh em khỏe được rồi, ăn boss ngon lành không chết luôn, mình đảm bảo với anh em gì không chết đâu, thấy vậy chứ không chết được đâu. Con này thì ăn được rồi, đảm bảo với anh em con này là ăn ngon lành luôn á, ăn được 10% là ăn được. Tại vì anh em có lon á, anh em có lon á, đánh bên một mình anh em đánh hơn nó hơi cực, đánh con boss nó không bị chón, nó không có bị chón, nó không bị nhiều gì hết. Ví dụ như anh em có hai con lon, ba con lon, anh em đứng ha là đánh con boss nó bị chón nó đứng chỗ á. Tại vì bình thường anh em nhìn về anh em thấy không, con boss nó vẫn bị chón nha anh em. Nó cho nên là anh em cứ úp anh em vẫn lên, nó vậy mình ăn được hai con rồi anh em. Vô khi mà ăn được cái con này rồi thì ngon hơn con bậc 8 đúng không? Đương nhiên ngon hơn con bậc 8 rồi, lấy đồ anh em bán cũng được. Game thì lúc nào đồ bậc 9 nó cũng ngon hơn đồ bậc 8 mà. Nói thì ở đây mình cũng bán được mớ nè, bán trang bị nha, bán trang bị. Thì ngày hôm qua thì mình bán được đá bộ nam nè, đá bộ nam, nó mình lên chợ cho anh em xem. Cái này không phải nè, đó, cái này là mình chuyển nè, cái này mình chuyển nè, đó, mình chỉ chuyển cái này thôi, còn cái trang bị đồ là mình bán được nha nè, nó trang bị mình bán nè, đá này nè, nó đá ngàn qua nè, bán được 18 lần trước, nó
bán hết trơn đó nam luôn anh em, có được nhiều bán hết. Cậu game mình cứ bán hết đi nè, mình bán mình lấy vàng cũng sao. Đó mình được 300 mấy đúng không? Ở đây mình được 300 mấy kim cương rồi. Anh em yên tâm đi, mình chưa sử dụng hết đâu, mình phải để dành kim cương mình dồn lại anh em. Ở đây đây còn 3K8 nữa nè. Nó 3K8. Mình để từ từ mình mua mấy cái này nè. Nó mình không nạp, nhưng mình vẫn cài. Mình cài mình mua cho đủ mấy cái này xong thì rồi tính. Đấy. Con XG này thì đương nhiên nó cũng không có gì được ngon nha. Con XG này không ngon. Đấy, nhưng mà có được con F. Con F này cũng đỡ. Cái này thì dùng để ghép nè. Dùng để ghép. Được rồi, cái này 6 con mấy 5K6 nè. Cài từ từ thôi anh em ơi. Ồ, cái này cái vũ khí tăng cái gì đấy? À, tỷ lệ né được 2%. Đó thì mục tiêu của mình là được 5K6 nè. Tạm thời mình được 4K rồi đúng không? Đó anh em thấy không? Đánh như vậy là anh em đánh được 60% vậy. Mình nãy mà còn có tí xíu máu mà đánh vậy là im rồi đó. Còn nếu anh em không ấy thì anh em cứ chạy ra. Xa xa ra anh em. Hồi máu lại tính sao? Ấy nhá, chết mẹ. Nó hồi lại chăm bên em ơi. Hồi ra đi, nói chung là vậy là ok rồi đó nè. Tới đây là thấy im rồi đó ha. Cho nên á, mình muốn khỏe, mình phải khỏe được á thì mình mới ăn boss được, mà ăn boss được mới cài ra đồ được anh em, cài ra đồ được. Con boss càng to đương nhiên độ nó càng nhiều rồi, đúng không? Con boss yếu làm sao đó. Đó, mà anh em lên lực chiến cao nữa để coi bảng xếp hạng được nhiều ta. À vô top 8 nè. Top 8. Đây coi à 3.3 đúng không? Nó cài từ từ anh em ơi. Rồi thì anh em thấy cái tính năng bộ này như thế nào nè. Cái tính năng bộ này nó sẽ giúp cho anh em sẽ kiếm được rất là nhiều lực chiến nè. Nếu mà anh em là dân cài, anh em phải có lo anh em cài mới được. Còn tại vì nó cứ lên hoài lên mãi luôn anh em, lên hoài lên mãi luôn. Đấy. Mà lực chiến anh em, khi lực chiến anh em càng cao thì nó sẽ tăng càng nhiều nè. Đấy, nói chung là anh em phải kiếm mấy cái hoa nè. Anh em phải kiếm mấy cái hoa này thật là nhiều á. Để cho con lon, anh em tặng cho con lon. Anh em tặng lên, lấy ít nhất thì anh em cũng phải đạt cái mốc là 520 điểm thân mặt. Con lon nào cũng vậy chân, anh em đừng tặng nhiều. Đó, được 520 điểm thân mặt. Thì làm sao mà để được có bông hoa anh em, được bông hoa nhiều anh em kết bạn á. Anh em kết bạn càng nhiều thì nó có được thưởng bông hoa như nó cũng tăng cũng khá nè. Đấy, còn nó dùng vàng mua thì mình sẽ không nói nha, dùng vàng mua mình không nói đâu. Đó, xong rồi không biết cái đằng sau qua được không đây nè. Đó, im nó, khi mà được chiến cao anh em giữ mấy cái này thì anh em sẽ được thưởng thôi. Thưởng mấy cái này thì cũng khá là ngon, mấy cảo quá này cũng ngon này. Khung hình sau lưng đó, khung hình sau lưng. Như con này nó khỏe hơn mình rồi đó anh em, cái lực chiến này nó khỏe hơn, đánh nó hơi, mình đánh nó không đau mà mình đau đó. Đó, game này dễ cài á, game nào cũng vậy thôi. Mấy cái game kia nó không có tính năng trợ liên server, mà cái game này á, mặc dù á cái tỷ lệ nạp nó rất là thấp. Ví dụ như anh em nạp tiền nhiều mà nó được kim cương ít đó nè, nạp kim cương được kim cương nó kim cương nó ít thật, nhưng mà mấy cái game này á, anh em dễ cài lắm anh em. Tại vì sao? Anh em có chợ đi server đúng không? Người ta dân nạp người ta sao kệ người ta, anh em mình dân cài, mình chủ yếu là mình kiếm đồ của mình thôi, mình được cài thôi anh em. Chứ mình đi so sánh với mấy dân nạp thì người ta nạp ít nạp nhiều kệ người ta đúng không? Mình cài mình có công thì mình đi cài, mình kiếm đồ mình tăng lực chiến giúp mình thôi, chứ mình đâu có giúp người ta được. Cho nên á, mấy cái game này á là rất là thuận lợi, rất là phù hợp để cho mình cài luôn anh em. Thêm cái nè. Đó, ví dụ như đam mình bé đúng không? Đó, đây con. Đó, mình vô mình ăn mấy con này nè. Đó, mình ăn mấy con này nè. Mình 70 mấy phần trăm rồi đó mà nó còn chưa ra đó anh em. Hôm lần cái đợt trước á là 55% nó ra nha. Đấy, 55% là nó ra rồi. Cái ảo quá, để mình lên đây coi trên đây có ai không nè. Có ai không mình đánh lên thôi. Rồi lên chỉnh KS cướp người ta mất công. Rồi thì nói vậy nè, đó nhắn vô đây,
mình đang là 76 rồi đó anh em, 76 cũng nghĩa mình ăn ít nhất 24 con boss nữa thì mình chắc chắn là sẽ đụng được cái này đó, chắc chắn đụng được cái này nghe nè, 24 con nữa. Đợt trước thì nó 56% mà nó ra rồi, mà anh em biết không, lên cấp cao quá mấy con bậc 6 đánh không gây đồ, nó không gây đồ, nó không tính điểm cho anh em. Nó bây giờ mà mình định qua tầng sau, tầng 2 á, cái tầng 2 thì hai con boss bậc 6, một con boss bậc 7, một con boss bậc 8, một con boss bậc 9, nó sẽ ăn được 3 con thôi, không nhiều nè. Nó cho nên mình phải up được chiến cao cao để mà ăn con bậc 7, ăn bậc 8, con ăn bậc 9 này thì được 4 con đúng không? Con phàm, con này bị phàm mỏng, 360 hết ta. Để mình coi kỹ nó bao nhiêu nè. Vô sông 20, à vô sông 20 là ăn được nè, vô sông 30 là ăn ngon lành này nè. Đó, có thể vô tầng 3 này mình ăn, mình kiếm đồ cũng ngon luôn. Đó, mình để mình up được chiến cao cao, mình vô mấy tầng này mình ăn nè. Mỗi lần vô thì nó tốn nha, tại vì mình không có cấp VIP, không biết mình bèo quá à. Nên là mình vô đây phải tốn là 200 đó, nói chung là 200 kim cương đỏ đó nè. Mà chơi game mà thì mình phải liệu cơm gấp mắm mình tính chứ đúng không. Mấy cái kim cương này nè, mấy cái kim cương màu này nè, mình sẽ chuyển sang lon nghe nè, mình sẽ chuyển sang mấy con lon để mình sẽ chuyển qua cho mấy lon. Mà anh em biết không, chuyển qua con lon là nó mất 20%, ví dụ như 1k là anh em mắc đi tầm khoảng 200 kim cương đó. 1k5 á là anh em phải mắc đi tầm khoảng 300 kim cương đấy, 300 kim cương là anh em phải chuyển 1k8 đó, chuyển 1k8 đó nè. Đấy, để coi trong tuần này mình sẽ cài được bao nhiêu nha, tuần này mình sẽ cài được bao nhiêu thì mình tính toán tính sau. Cái đó là gọi là lấy ngắn nuôi dài đó nghe nè, lấy ngắn nuôi dài. Chỉ cần anh em mà giới linh bé nhỏ được. Cái con này không ngon anh em ơi, con này nó chỉ số cơ bản thôi, nó không có tăng nhiều, nó không có ngon như mấy cái con có phần trăm. Con này nó nằm ở bên boss December đó, ra thì nó không ngon, cái đó nó không ngon. Cái đó cũng giống như mấy cái hình ở quá, mấy hình avatar này thôi nè, gì hết đó. Nó có bậc 7 hồi ra kìa anh em ạ. Bởi vậy giai thoại gì đây, mấy cái này mình cũng lười điện nhận, không có được gì ngon chứ. Tượng nữ thần tự do ở New York là quốc gia nào? Châu Mỹ, Pháp. Sắp xong rồi anh em ơi, ra luôn nghe con, 76 rồi, ra luôn con ơi. Có đỏ đỏ đó anh em ơi, ra rồi để bán anh em, tay mình kích hoạt rồi đó. Bây giờ điểm nó về không rồi đó nha, điểm nó về không lại rồi đó. Anh em thấy không, nó có phần trăm nè, tấn công còn chặn là 2.5%. Rồi để đây đi em, mình treo mình bán xuống dưới chân, bán lấy vàng anh em ơi. Bốn trăm thì hơi cao, mình bán không có cao, mình bán rẻ rẻ cho anh em vậy đó, để cho anh em dễ úp vậy thôi. Đó anh em thấy im chưa nè, cái boss VIP nữa vậy đó, cao nhất là anh em ăn 100 con boss VIP là nó sẽ ra 100 con. Điểm của mình đang bằng không đó nha, ăn con này để coi nó lên được bao nhiêu điểm nè, kiểm tra kỹ lại coi. Mình thì hết lúc hết nhân 2 rồi, hết nhân 2 8 con, lúc mà 8 con thì mới được cái tỷ lệ nhân 2. Hết 8 con không có đâu nè, mà cứ đủ đây mày. Đó, đang bị mày lên mình tí xíu là chiến nó đi rồi tính. Vô đi em, 276 luôn anh em. Đấy, đó
đó, mà mỗi đấy mỗi một lần mình kích hoạt mình để vậy đây nè, xong xong rồi cái là nó 1.600.000 luôn rồi, im chưa đó. Bây giờ đó nè, khỏe rồi đúng không, khỏe rồi mình đi vô mình ăn tầng cao hơn nữa đúng không. Mình là dân cài mà, cài thì mình phải đi cài mới đúng chứ, mình đâu có nạp anh em. Nói chung là mình nạp 400 rồi đó, không phải giỡn đâu. Đó, vô nè. Nói tầng 3 là ok luôn nè, tầng 3 nó sẽ có con này. Đấy, lên tầng 3 nó sẽ có các thêm con mới. Đó, con cái tỷ lệ nó ra như thế nào đây, mới có 1.2% là con bạc 7 nha. Nó con bạc 7 nó 1.2% để mình vô tới con tầng 3 coi nó tăng bao nhiêu nè. Đó, quất cái con bạc 7 cái vô đây nó có nhiều hơn chút xíu. Con 4% cũng được. Anh em đừng có tham, anh em cứ vô đây lựa con nhỏ nhất anh em ăn. Cứ nhỏ nhất mà ăn thôi chứ không tính gì hết trơn. Ăn mình lấy điểm anh em, chắc chắn là 100 con nó cũng ra à. Ví dụ như anh em lỡ anh em lên đánh con bậc 9 nó lâu dữ lắm, anh em đánh con này nó lâu lắm. Mà lỡ trong khi anh em đánh cái tớp nó vô anh em, nó khỏe hơn anh em, nó quất anh em một phát một anh em lụm. Mà lụm rồi sao? Lụm anh em bay ra. Có nghĩa là làm công cho người ta ăn đó. Mình cứ vô mình lấy điểm cho mình trước đi, có điểm rồi tầm khoảng 50% trở lên là anh em thấy yên tâm, đánh con nào anh em cũng có hy vọng nó ra hết. Ăn nhiều thì được nhiều nè, ăn nhiều được nhiều. Nhiều khi cái đó mình bán 200-300 nó còn hơi cao, mình bán treo lại mình bán 250 là được đó nè, có 250 là vừa. Tại anh em biết không, cái tỷ lệ nạp của cái game này nó rất là thấp. Ví dụ như anh em nạp 200k, nạp 200k anh em chỉ được có tầm khoảng 680 ngọc, mình móc 680 ngọc đó nè. Đấy, là anh em lên được cái 4 là cái móc 680 ngọc thì anh em thấy có nhiều không? Thì mình bán mình treo cái giá đó nó hơi cao, có thể mình bán thấp lại. Chứ mình kêu cao quá thì cũng không được. Mình cài mình muốn gom góp mình bán cho nhanh là mình gom được vàng anh em, gom được ngọc mình tính sau. Nó nói chung là vô đây là im anh em. Để coi mấy bữa nay ha, nó mở lại rồi nè ta. Ôi nó mở lại sao mình không hay ta. Chích bà rồi, còn 4 ngày hên quá anh em ơi. Ủa, mấy ngày nay mình không có nhắn vô cái này mình xem, bữa nay thứ ba thứ tư. Mình ngu quá, mình một ngày là mình mắc hết 150 kim cương đó anh em. Quên một ngày là mắc 150 kim cương đó, không phải giỡn đâu. Rồi chúng ta lấy ta bỏ vô đi anh em ơi. Đấy. một để đây đây cái không đồng này nó còn hoài thì không sao, cái không đồng nó còn hoài thì không sao nên đấy mình bỏ vô mình nuôi ngày mai, để ngày mai cái mình được 150 cứ 150 từng được 150 vậy đó nè, nó mình phải nuôi cái này chứ. Ôi chết bà, nạp bất kỳ mới được bỏ nuôi anh em ơi, nạp móc bất kỳ mới nuôi được, chết bà rồi anh em. Cũng căng ha, ngon chua quá, kiểu này là cay lắm anh em, chua lắm anh em ạ. Anh em chuyển qua con lon thì anh em cũng phải nạp cho con lon 20k, ít nhất là 20k đó anh em. Rồi thì nói chung là video của mình sẽ tạm dừng tại đây nha nè. Nói chung là hôm nay là thu hoạch thành công nè, có được thu hoạch đó anh em ơi, ngon lành ha. Rồi chúc anh em chơi game vui vẻ nha nè, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha.